Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Các bạn biết là trong cái ngành nghề mà photo của mình thì có liên quan đến một cái in ấn, tức là in ấn những cái file từ USB hoặc là từ mail khách hàng gửi qua, hoặc là trên những cái phần mềm Zalo hoặc là Skype khách hàng gửi qua, thì mình phải xử lý để in ấn cho khách hàng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình hay cân chỉnh để cho một cái bản in làm sao cho nó đẹp. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi những cái cách của mình làm nha. Ở đây mình có một cái file của khách hàng gửi vào phần Zalo. Hiện tại các bạn biết là khi mà mình làm thì mình cần tạo những cái file, và chúng ta sẽ có một cái file Zalo, chúng ta sẽ xài Zalo để tiện hơn là khi mà khách hàng sử dụng Zalo thì chúng ta sẽ gửi file rất là nhanh. Thì hiện tại bây giờ cái Zalo nó sẽ gửi một cái file nặng có thể là lên đến 1 GB. Các bạn thấy là một trong những cái phần mềm mà nó tương đối là dễ sử dụng và rất là gọi là ưa chuộng hiện nay, đó là phần mềm Zalo. Thì đây mình có một cái file của khách hàng gửi qua bằng phần mềm bằng cái file Excel. Thì ở đây mình sẽ mở ra. Trước tiên là khi mà để in một cái file gì đó thì các bạn phải xem qua cái file rồi chúng ta sẽ cân chỉnh. Thì các bạn sẽ thấy đây, khách hàng sẽ đưa ra một cái file như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử nè. Chúng ta sẽ vào trong cái bay layout trên đây nè, các bạn thấy bay layout trên đây. Các bạn lướt vào, các bạn coi thử là cái size của nó là size. Đây, khách hàng đang sử dụng cái size A4. Đúng không? Size A4. Tức là đúng cái size rồi. Đôi khi nhiều khách hàng đang sử dụng cái file later. Thông thường là những khách hàng là đa số hay khi mà vô họ không có biết chỉnh trong cái cell á, thì họ chỉ đưa vô chỉ họ làm thôi. Họ làm xong cái là xong họ mới đưa qua cho mình. Thì khi đôi khi mình mở ra, nếu mà mình không kiểm tra thì các bạn sẽ thấy là ở với cái cell nó sẽ ở cái phần later là chủ yếu. Nhưng đối với khách hàng đã ấy rồi thì họ sẽ chỉnh về A4. Nếu mà gặp trường hợp mà đang ở trong cái khổ later thế này thì các bạn hãy chọn về khổ A4. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chọn về khổ A4 thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có những cái đường viền nè. Cái đường viền nó giới hạn trong cái khổ nè. Giới hạn trong cái khổ, tức là ở đây là cái khổ dọc, các bạn có thấy những cái đường lằn giống như hình răng cưa chưa? Đây nè. Tức là đây là cái khổ đứng. Thì bây giờ để mình chỉnh khổ ngang lại, mình phải chỉnh cái file này về khổ ngang, thì các bạn vào trong này nè. Orientation nè, các bạn lướt xuống thì ở đây các bạn chọn khổ ngang. Thì ở đây các bạn thấy là giữa cái khung này nha. Thì để mà chỉnh sửa thì các bạn theo mình á, để mà chỉnh sửa một cái file Excel nhanh thì các bạn khi mà vô cái file thì các bạn bấm Ctrl B, tức là bấm cái lệnh in luôn. Thì các bạn ở đây các bạn thấy ở đây là các bạn thấy dưới đây nè, là nó sẽ có hai trang, trang 1 và trang 2, đúng không? Đây nè, trang 1 và trang 2. Tức là bây giờ mình sẽ vào trong cái bay setup. Đây, bên trong bay setup trong cái phần margin này. Tất nhiên các bạn hãy bấm về hết số 0 cho mình. Cái phần left, right, top và button mình bạn bấm về hết số 0 cho mình. Rồi ở phía bên góc phải màn hình các bạn sẽ thấy có hai cái biểu tượng, một cái biểu tượng là full màn hình nè, zoom to bay, và một cái biểu tượng nó là show margin. Show margin tức là khi các bạn mở ra các bạn sẽ không thấy những cái đường lằn để kéo chỉnh trực tiếp trên đây. Các bạn sẽ thấy một cái bảng nó trống trơn như vậy, thì mình sẽ click vào trong cái phần show margin này. Thì bây giờ hiện tại bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ hiện ra những cái nút này, cái nút đen này. Tức là những cái nút này nó cho mình can thiệp. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy là những cái phần này nó đang bị trống rất là nhiều ha. Do đó mình sẽ chỉnh, một là chúng ta sẽ chỉnh thủ công như thế này ha. Rồi khi các bạn thấy là bây giờ hiện tại bây giờ đây là trang 1 và trang 2 thì nó còn sẽ còn dư một khúc như thế này. Các bạn thấy chưa, nó còn dư một khúc này. Thì mình có thể là nhiều lúc mà mình không thể nào mình kéo chỉnh nhỏ vào trong hát được, thì các bạn vào trong bay setup này cho mình. Các bạn thấy phần Asset Tool, các bạn chọn xuống khoảng cái này, nếu các bạn ước lượng nha, các bạn khoảng 80%. Đây, bây giờ các bạn sẽ thấy nè, ở trong cái phần này nha, chứ là trong cái phần khi mà đưa về 80%, tức là cái bản in nó đã thu nhỏ lại. Tuy nhiên nó có phần cái lần một cái phần bên đây nó hơi bị rộng nè. Thì các bạn có thể đưa những cái con trỏ chuột vào cho cái nút đây, các bạn chỉnh lại cho nó cân. Các bạn sẽ thấy là từ phần bên đây, phần trái qua phần phải thì nó sẽ cân đều như thế này. Đây, phần trái phần phải nó cân đều nè, tức là đây trong một cái khổ A4 thế này, và phần trái và phần phải nó đã cân đều rồi. Tuy nhiên có thể là mình ở đây mình in không được nhưng mà để mình cân đối cho nó đẹp bản in nữa thì các bạn nên kéo những cái phần sau cho nó chừa, cái lề nó hơi rộng ra một chút
à, ví dụ đây trên dưới, các bạn sẽ thấy đây là, đây là phần phần dưới đúng không, đây phần dưới nó còn trống nhiều. Tuy nhiên là đây những cái phần này nè, à, khi các bạn đưa ra các bạn sẽ thấy là nó hơi nhỏ, cho nên do đó các bạn ở phía trên sau khi mình chỉnh này rồi các bạn chưa ưng ý lắm thì các bạn lift ra ra cái phải chống button ra nè. Bây giờ các bạn ở đây các bạn bôi đen, ví dụ đây là từ từ cái dòng số 10, các bạn thấy là đây dòng số 10 đến dòng 11, đây là cái ba ô này nó hơi bị nhỏ đúng không, mình cảm thấy nó hơi bị nhỏ, do đó mình muốn kéo cho nó rộng cho nó thoải mái, nhìn các bạn nhìn nó đẹp hơn. Thì các bạn bôi đen xong à, mình trở lại mình nói cái này. Đây các bạn bôi đen, coi bôi đen là các bạn bôi đen ở ngoài dòng ở đây nè, các bạn thấy con chuột đen phía bên mép này nè đó, các bạn lướt vào các bạn kéo xuống ba ô này, tức là mình cần chỉnh ba ô này cho nó rộng thôi, thì mình kéo mình bôi đen ba ô này. Nếu các bạn có những cái ô khác thì các bạn kéo hết ô cần muốn chỉnh rộng. Sau đó các bạn đưa chỏ chuột vào trong giữa hai con số thì các bạn sẽ thấy con chuột nó hiện ra dấu cộng, tức là cái mũi tên lên và mũi tên xuống. Rồi sau đó các bạn dùng lít trái chuột, các bạn giữ trái chuột các bạn kéo xuống à, kéo xuống một ô thôi, kéo xuống trên một ô thì những cái ô khác còn lại thì nó sẽ kéo đều, xin lỗi, kéo đều những cái ô còn lại nó đều như nhau hết vậy. Đấy. Rồi sau đó các bạn bấm Ctrl B lại à, các bạn thấy bây giờ những cái ô như thế này nè nó đã rộng ra và nó nhìn nó sẽ thoải mái hơn đúng không? Các bạn sẽ thấy đây nó có những cái dòng chữ nó sẽ bị mất à, các bạn sẽ kiểm tra một lần nữa nó sẽ có những cái dòng chữ bị mất. Ví dụ ở đây là trường học cơ sở này ha, nó bị mất như thế này tại vì do những cái ô này nó quá ngắn, thì các bạn đưa chỏ chuột lên trên cái giữa hai cái ô H và ô H như thế này à, khi mà con chỏ chuột mà nó đã thành dấu cộng và có hai đầu mũi tên hai bên thì các bạn lít trái chuột hai cái thì nó sẽ hiện ra đây ha, bạn thấy chưa, tức là khi các bạn đưa vào đây các bạn lít hai cái trái chuột thì nó sẽ tách ra những cái phần nào mà nó vừa đến chữ nó sẽ tách ra đấy, các bạn thấy trên đây nè, và giờ trả lời các bạn thấy trên đây là người ta khách hàng nó đánh là nó bị mất chữ nè à, rồi chúng ta sẽ lít xuống đây, các bạn thấy chưa, các bạn lít xuống nè, ở đây các bạn có thấy là mất cái tên của khách hàng nè à, chúng ta sẽ lít qua. Khi mà chúng ta kiểm tra lại hết xong à, những cái ô nó đã đầy đủ thông tin rồi của khách hàng rồi. Đây. Bây giờ các bạn sẽ thấy nó sẽ lòi ra lại đây và phần nữa các bạn bấm vào Ctrl B lại. Rồi các bạn sẽ thu nhỏ vào base setup, các bạn thu nhỏ lại, các bạn có cảm giác là thu nhỏ lại. Bây giờ đây mình chọn là 78. Cũng chưa được, bây giờ mình sẽ chọn là 75. 75 đi. Đây. À. Tuy nhiên cái bản hình nó hơi sát cái lề quá thì các bạn cứ chọn xuống, chọn làm sao mà các bạn cảm thấy ưng ý mà giữ lại hai cái khung in nè. Giữ lại là hai lề trái phải nó sẽ tương đối nó bằng nhau. Và ở trên thì nó không có sát trên lắm. Và những cái bản in thế này. Rồi sau khi chỉnh như thế này xong, đúng kích thước, các bạn thấy đúng kích thước những khổ ngang, rồi các bạn chọn máy in. Rồi các bạn in ra thì chúng ta có được một cái bản in ưng ý và đẹp cân đối để cho khách hàng. Đó là một trong những cái sự cẩn thận của một người làm cái dịch vụ giống như mình cần phải có, cần phải làm để mình in ra những cái file sao cho nó đẹp. Vừa rồi là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình hay chỉnh những cái phần mà in ở trên file Excel được khách hàng gửi. Thì hy vọng là mình qua cái video này thì các bạn nào mà mới hoặc là các bạn mới vừa tiếp xúc với file Excel thì các bạn có thể làm những cái cách như mình để các bạn có một cái bản in cho khách hàng thật là ưng ý. À, đối với bản Excel thì trong cái bộ Office thì có thể ai cũng biết, nhưng mà đối với một số người có thể là Excel khó sử dụng và rất là lâu các bạn mới sử dụng, nên do đó là có thể là các bạn sẽ hoàn bối rối. Tuy nhiên là nếu mà các bạn xem được video này mà các bạn cảm thấy nó hay thì các bạn có thể share để mọi người cùng theo dõi, hoặc là các bạn mới ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bado Optical, và nhớ bấm vào nút like để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Optical nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Hy vọng là những kiến thức mình chia sẻ cho các bạn, những cái kinh nghiệm làm được và mình chia sẻ cho các bạn nó sẽ hữu ích. Chúc các bạn thành công. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye các bạn.